Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là một vị trí mà ở ngay đầu cầu thị trấn Chiêm Hóa, thị trấn Vĩnh Lộc Chiêm Hóa. Đây chính là núi Bách Thần và đoàn chúng tôi sẽ lên đây để thăm đền Bách Thần. Đền Bách Thần là một cái đền nổi tiếng từ lâu rồi của quê hương Chiêm Hóa. Thế nhưng mà tôi thì cũng chỉ đứng từ dưới thị trấn Vĩnh Lộc Chiêm Hóa nhìn lên chứ chưa bao giờ đến. Và bây giờ là lần đầu tiên tôi bước chân lên thăm đền Bách Thần. Sau khi xe đã leo lên một cái đèo rất là dài thì là đoàn chúng tôi bắt đầu lên thăm đền, chắc cũng phải độ hơn 100 bậc thì sẽ đến. Hai bên đường lối đi thì là rất nhiều loại hoa đẹp. Đây là ngũ sắc đấy nhưng mà nó lại chuyển, nó không còn năm màu nữa. Trên xe ô tô thì rất nhiều mũ nhưng mà không mang cái nào xuống. Bây giờ thời tiết hơi bị nắng. Đây chúng ta có thể quay lại ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. Vâng, tiếp tục lên. Trong đoàn này một số anh chị đã kêu mệt rồi. Cá nhân tôi thì là bình thường, chưa mệt. Vâng, đây đã là đền Bách Thần rồi. Chúng ta nhìn quang cảnh bên ngoài của đền. A Di Đà Phật, con niệm A Di Đà Phật. Đây là một cái lối lên, chắc là ô tô lên nhưng mà lái xe chắc chưa biết đường này. Và đoàn bắt đầu lên rồi. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đền Bách Thần. Đền gọi là đền gì? Bách Thần à? Tí nữa ra thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người lên toàn cảnh của huyện Yên Chiêm Hóa. Chút nữa mình xuống ạ. Đây cũng là cái chỗ mình trong cuộc ăn ngày xưa mà. Thôi anh ơi, để mình dâng hương ngoài này đi. Ngoài này có cái hương mà. Trước mặt chúng ta là toàn cảnh của thị trấn huyện Chiêm Hóa.